Tùng ơi, ra trả tiền cho bọn tao đi. Tùng không có nhà đâu. Mẹ kiếp, nó định bùng nợ bọn tao à? Nợ cái gì nữa? Trả hết rồi mà. Đây là nợ mới, cả gốc cả lãi 100 triệu rồi. Đây, giấy nợ đây, xem đi. Cái gì thế này? Vay 50 triệu mà lãi lên thành 100 triệu. Tùng ơi là Tùng, sao mày không giết Quách chị đi cho xong? Vào coi có gì giá trị lấy cho tao. Không được. Này. Này, các người làm gì đấy? Anh Tùng có nợ ấy thì đi mà tìm anh Tùng. Chị em tôi không có tiền đâu. Này. Mày là em gái anh Tùng đúng không? Nhìn cũng ngọt nước đấy. Này, đi theo anh đi, rồi anh xóa nợ cho anh em. Bỏ ra. Rồi khốn nạn. Mẹ kiếp, con danh con này. Thôi, em ơi, chị xin em mà. Này, để coi mày còn cành cao lá ngọc được đến bao giờ. Sau này ấy, tao mà có lấy được mày ấy, tao sẽ chỉnh mày. Thôi, đi. Này cô em, đi làm về đấy à? Tránh ra đi. Này, đi, đi chơi với anh đi. Rồi tí anh đưa về. Tránh ra. Tôi là lại đây. Đi. Có ai không? Bỏ ra, cái đồ biến thái này. Tên biến thái chơi này. Chơi với anh. Bỏ ra, cái đồ này. Anh làm cái gì đấy à? Trúc, có sao không? Anh Cường, anh mới vừa xuất ngũ về à? Mà có chuyện gì đây? Hắn ta chặn đường, không cho em đi đấy. Này anh, đàn ông đàn an, bắt nạt một người con gái như thế, anh không thấy nhục à? Này, việc của chú ấy là ở ngoài chiến trường, còn đây ấy là việc của tôi. Mau ấy, biến đi. Nếu mà tôi không biến thì sao? Không biến á. Mày nhá, mày nhớ lấy mặt tao. Đẩy đưa em về. Mình đi thôi. Mà này, lâu rồi không gặp đấy. Em chào anh ạ. Chơi đủ chưa? Dạ, anh ơi, em xin anh cho em khất đến cuối tháng, em có tiền em trả anh ạ. Không có tiền đấy. Bán thận trả cho tao. Anh ơi, em bảo con em gái em nó lấy sổ đỏ, em đi cắm rồi đấy ạ. Thật không? Tao vừa bên nhà mày về, thấy con em gái mày cũng quyệt quệ lắm rồi. Nhưng mà thôi, tao cho mày đúng 3 ngày. 3 ngày nữa mà không có tiền cho tao ấy, thì tao suy nghĩ cặn của mày. Anh ơi, anh cho em 3 ngày thì làm sao mà em lo được ạ? Thôi được rồi, là chỗ anh em nên là tao cho mày thêm một con đường sống nữa. Em đội ơn anh ạ. Nhưng mà khẩu vị của anh dai mặn đấy. Còn em thì em tính nó lì, em sợ nó không nghe đâu ạ. Thế thì 3 ngày nữa nhá. Dạ thôi ạ. Em đồng ý ạ. Anh cho em khất nó cuối tháng nhá. Nhưng mà cuối tháng mà không có. Dạ em biết rồi ạ. Em cảm ơn anh ạ.
mẹ nó chứ. Đúng là mấy cái thằng hút máu người mà. Sắp tới tôi định thuê đất để trồng rau hữu cơ bán vào siêu thị. Ông xem có ai chưa mua xỉ không? Giới thiệu tôi với. Tôi có ông anh họ chuyên cung cấp rau quả sạch cho các siêu thị ở trên Hà Nội đấy. Có gì để tôi liên hệ giúp ông nhé. Nếu mà được thế thì tốt quá. Ông nhớ là phải để ý vụ này giúp tôi đấy nhá. Nhưng mà tôi cũng có ý định trồng rau hữu cơ lâu nay rồi, nhưng mà cứ lần lựa mãi chưa có dịp. Thế thì làm cùng luôn với tôi, hai em mình làm. Đây, vào đây. Anh Cường Cám, anh xuống ngủ bao giờ thế? Anh về được mấy hôm rồi. Giới thiệu với anh, đây là người đã cứu tôi hôm trước mà tôi kể với bà đấy. Hóa ra là thế, đúng là trùng hợp thật đấy. Trái đất này cũng tròn thật, đi một vòng ai ngờ lại gặp lại người quen. Giờ này, lát nữa em đi chợ mua gì ngon ngon về nấu đãi Cường Cám với lại Trúc nhé. Dạ vâng, thế hai người ngồi chơi đi, để hai chị em đi chợ cho. Ê này, đây là Trúc, bạn thân của vợ tôi đấy. Ngoan hiền xinh xắn, nhưng mà chưa có người yêu đâu. Con muốn thì để tôi giới thiệu cho. Thôi, cứ để tùy duyên đi. Lại tùy duyên, để chồng mới chờ. Cơm này người sao mà ăn nổi. Thôi mà, em ăn tạm đi, bữa sau chị làm nhiều món hơn nhá. Chị nhìn xem, cơm này chó ăn rồi đấy. Đang yên đang lành, em đến đấy làm gì? Không đi đâu hết, mày ở nhà tao. Anh định làm gì đấy? 3 ngày nữa là tao tổ chức đám hỏi cho mày với thằng Bắc rồi. Không, em không lấy anh ta đâu. Chị Hà ơi, cứu em với. Không có chị nào cứu mày ở đây hết. Chị Hà ơi, cứu em với. Im mồm. Mày từ nhỏ đến lớn đấy, không làm được cái tích sự gì. Lần này coi như là giúp tao trả nợ, mày lại còn báo hiếu gia đình ở đây, đi. Anh không được làm như thế. Trúc, Trúc ơi, em làm sao thế này? Trúc, Tùng ơi, Tùng, Trúc ơi tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ mà. Chị à, chị cứu em với. Trúc ơi, sao lại dại dột thế này hả em? Nếu chị không cứu em, em chỉ còn cách chết thôi. Chết cái gì mà chết, nói lung tung thôi. Để chị xem nào. Nhanh lên, đi đi. Rượu là rượu nhiều khi không mà có. Rượu là rượu nhiều lúc có khi không. Nhìn ai? Nó có Trúc đấy nhở?
khổ thân bà. Thôi, chịu khó ăn tí gì vào đi. Cũng may là nhờ có bà đấy. Nếu không thì tôi đã rơi vào tay của lão Tùng rồi. Không sao mà. Tôi cũng nghe người ta đồn là bà bị bố nhốt. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nhưng mà bà yên tâm, bà cứ ở lại đây, ở lại với vợ chồng tôi. Còn sau này có chuyện gì rồi mình tính tiếp. Em rể, có tìm thấy con Trúc đâu không? Tìm thấy nó, mà phải về tay không thế này à? Không biết con này nó trốn đi đâu nữa nhỉ? Có khi nào nó bắt xe lên Hà Nội không? Anh nghĩ là không đâu. Chắc là nó trốn quanh đây thôi. Nhưng mà ở trong cái làng này, nó còn quen biết ai không? Có. Thế thì đi. Anh trai của em và tên Bắc đang tìm em khắp nơi đấy. Em tính thế nào? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em không muốn lấy tay Bắc đâu. Trúc ơi! Trúc! Trúc ơi! Trung Ninh, bà không cần phải sợ. Em cứ yên tâm ở đây với Jin đi. Để bọn anh xử lý cho. Trúc ơi! Trúc! Trúc ơi! Hai người làm loạn gì ở nhà tôi đây? Trúc ơi! Tao biết là mày có trong nhà. Mày ra đây đi. Đúng là Trúc đang ở trong nhà. Nhưng mà cô ấy không về cùng hai người đâu. Mày bị điên à? Đấy là em tao. Tao lôi nó về. Thế là chuyện bình thường mà. Chẳng có một anh trai nào mà lại bán em gái mình cho chủ nợ cả. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Bọn mày giao Trúc ra đây đi. Hay là không muốn thì nói luôn đi. Nếu mà tao không giao thì sao? Chúng mày định làm cái gì hả? Mày! Nào! Hai người tới đường nào thì đi ra đường đấy. Không tiện. Đi về. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Anh Toàn tới rồi à? Anh Toàn. Ừ. Mà này, đợt giao lần này anh không nhập giao của các chú nữa đâu. Kìa. Sao thế anh? Đợt vừa rồi ấy, anh nhập sau của các chú ấy, lượng xúc từ sâu vượt qua mức cho phép đấy. Người ta ăn vào bị ngộ độc, bây giờ người ta đang kiện kia kìa. Sao lại thế được? Rau bọn em ấy hoàn toàn là rau hữu cơ, không có phun thuốc trừ sâu hay là thuốc hóa học gì cả. Làm sao mà lại có cái lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép được? Các chú nói như thế thì anh biết thế. Còn có phun thuốc hay không ấy thì hai chú là người giỏi nhất đấy. Kìa anh. Anh em mình làm ăn bao nhiêu lâu nay rồi, anh nói câu nghe mất quan điểm vậy. Em đảm bảo với tụi anh đó là rau này tụi em tự tay trồng, đảm bảo sạch 100%. Thế rau sạch 100%, sao người ta ăn vào lại bị ngộ độc? Thôi được rồi, bọn em làm ăn ấy, lấy uy tín làm đầu. Nếu mà rau của bọn em thực sự có vấn đề thì bọn em sẽ chịu trách nhiệm. Cường Cám nói đúng đó anh. Bây giờ anh cho tụi em 3 ngày đi, tụi em sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi cho anh câu trả lời. Thôi được rồi, tôi để cho các anh 3 ngày. Các anh tìm nguyên nhân đi rồi báo lại cho tôi. Thế nào? Thấy kế hoạch của em có hay không? Mấy hôm nay rau của nó ấy, ế chồng ế chơ, không ai thèm mua. Nhìn mà sướng. Này, công nhận để mà nói cái độ mưu hèn kế bẩn của em dễ ấy thì số 2 không ai là số 1 cả. Chuyện mưu hèn kế bẩn á thì cũng không qua được ý trời đâu. Này, ở đây không có nước mà tiếp chúng mày đâu, biết nè. Thế thì hai người lại chưa biết rồi. Bọn tôi đã tìm được nhân chứng chứng kiến cảnh hai người đổ thuốc trừ sâu vào rau nhà tôi đấy. Này, các người đừng có mà ngậm máu phun người nhá. Có ngậm máu phun người hay không ấy, lên công an xã là biết ngay mà. Đi! Nhảy! Lên! Buông ra! Buông ra! Lên công an! Tháo ra! Chồng ơi!
Sao đấy vợ? Anh nghỉ tay uống nước đã. Anh uống nước đi. Anh cảm ơn nhá. Của em này. Mà sao em cứ như anh mãi đấy? Mà anh dính gì à? Không có đâu. Em cảm thấy may mắn khi lấy được một người chồng hiền lành tốt bụng như anh đấy. Nếu ngày đó không gặp anh đi xuất ngũ về thì không biết bây giờ số phận của em như thế nào rồi. Anh mới cảm thấy may mắn khi mà gặp được một người vợ vừa tốt bụng vừa hiền lành như em đấy. Vậy thì hai vợ chồng mình đều may mắn nhỉ? Mà thôi, đi vào trong đi, đánh lại nó xong đã nhá. Em vào nấu cơm nhá. Thôi, em vào nhà nấu cơm trước nhá. Đi chậm thôi.